Thị trường chủ yếu là lực bán và bán, toàn bán thôi. Chào mừng anh chị quay trở lại với kênh đầu tư giải trí Ông Tàng Vlog của em ạ. Hôm nay em sẽ nói với một cái chủ đề, đó là thị trường chung bị bán tháo và áp lực bán cực kỳ lớn ở thời điểm hiện tại. Thì chúng ta cùng đi tìm hiểu về nó nhé. Đầu tiên, ở cái thời điểm hiện tại chúng ta định vị cái thị trường mình đang ở đâu? Thị trường chúng ta đang ở một cái kênh xuống đi lên, tại một cái vùng có thể gọi là vùng rất là cao của thị trường. Trước đó có chạy nước rút và phân phối, sau đó thị trường chung tái tích lũy trở lại trước khi bùng nổ vượt 1.200. Đây là một tín hiệu rất tích cực và đa phần các nhà đầu tư ai cũng nhìn thấy điều đó. Tuy nhiên, sau khi vượt 1.200, thị trường chúng ta liên tục bị bán, bán đây bán với diện rộng và bán rất là lớn, đặc biệt là dòng blue chip và cái dòng mid cap bán rất là ghê. Penny thì chạy ở trong cái trạng thái những cái phiên gần đây, khi thị trường được mở cái biên độ dao động, mở cái thanh khoản, thì nó có cái áp lực bán tháo rất là lớn ở đây, không cho thị trường lên, đè nén thị trường, kìm hãm nó lại. Vậy thì cái lực cung là đến từ đâu? Quan điểm của em á, lực cung này đến từ cái sự phân phối ở trong các dòng, các ngành. Trong cái giai đoạn trước khi mà thị trường chung chưa phân phối được, ở đây nó sẽ phân phối tiếp. Cái kịch bản lúc trước em đưa ra đó là khi thị trường chung nó tích cực, nó đi lên á, thì lúc đó ở những cái điểm này nè, em đã cho mua vào, khuyến nghị mua vào rất nhiều, hay là những cái điểm dưới đây. Tuy nhiên là khi mà thị trường nó lên đạt tới một cái độ cao nhất định, ở đây là vùng 1.130 mấy đến 1.270 mấy, thì nó chịu một cái lực bán rất là lớn, và cái lực bán này làm em thay đổi quan điểm. Nên là vừa rồi em đã có một cái video về phân phối. Tuy nhiên, với cái vấn đề mà thị trường chung cậy quá sớm như thế này nè, đó chính là cái điều bất ngờ, yếu tố bất ngờ. Khi thị trường phiên hôm nay, hôm qua, nó có một cái phiên gãy đâu đó khoảng 40 điểm đè vào cuối phiên ATC, và hai phiên liên tiếp như vậy, nó tạo cái sự bất ngờ cho lên toàn thị trường, và đặc biệt các nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta không biết phải làm như thế nào. Và thực sự là trong giai đoạn vừa rồi á, cái yếu tố bất ngờ này nó cũng là một cái dấu ấn rất là khủng khiếp đối với nhà đầu tư. Vậy thì ở cái thời điểm hiện tại thì chúng ta nên làm cái gì, và có thể phải làm cái gì để mình quản trị cái rủi ro anh chị nhé. Bởi vì á, sau những cái biến động lớn của thị trường như thế này, thị trường rơi rất là lớn ở đây, thì thị trường nó cần những cái nhịp rơi để làm gì? Để loại bỏ các nhà đầu tư yếu bóng vía. Nó rơi rất là mạnh để loại bỏ tất cả những nhà đầu tư người ta đang bị kẹp hàng, người ta sử dụng margin. Sau đó một chu kỳ mới lại hình thành. Đó là quan điểm của em ở thời điểm hiện tại. Đa số các cổ phiếu ở thời điểm hiện tại là gãy cân nha anh chị, nên chúng ta phải chú ý cái trường hợp đó. Và nó không có hiện tượng quay đầu. Không có hiện tượng quay đầu nghĩa là gì? Không có một cái tín hiệu tích cực nào đối với thị trường ở thời điểm hiện tại hết, ngay cả dòng ngân hàng này. Có Vietcombank là tốt thôi, còn đây này, những cái cổ phiếu đều bị bán tháo khỏi kênh đây đó, anh chị thấy giúp em, đều bị bán rất lớn. Tuy nhiên cái khối lượng nó không có lớn, điều đó thể hiện là cái áp lực mà nhỏ lẻ chốt lãi á, hay là cái áp lực mà bán ra nó chưa xảy ra. Có thể là phiên hôm nay nó sẽ xảy ra đó anh chị, nên chúng ta phải chủ động xử lý. Đấy, có những cổ phiếu giữ được cân này, nhưng mà đây ấy, nó chỉ là cái sự bắt đầu thôi. Đó, có thể nó sẽ gãy đây nhé. Liên Việt bất băng. Nếu nó gãy đây này, xác suất cao nó sẽ quay trở lại để tạo cái mẫu hình hai đỉnh trước khi nó rơi. Đó, nên mọi người chú ý với em, đặc biệt là ở đây có một cái dòng phân phối rất rõ, đó là dòng chứng khoán. Mọi người chú ý với em này, đối với SSI, khi dòng tiền lớn đi vào, em đã hy vọng một nhịp kéo của cổ phiếu. Tuy nhiên khi càng lên cao, áp lực bán nó càng lớn, biểu hiện ở volume lớn và giá nó không hề tăng, thậm chí là nó chỉ cần tăng cái nó đạp lại liền. Đây, nên em đã khuyến nghị bán cái vùng này rồi. Đó, cái mẫu hình này giống tương tự mẫu hình ba đỉnh này chị. Và nếu mà tích cực nhất thì cái cổ phiếu này nó sẽ tái tích lũy lại được trong vùng này.
Và đối với cái mẫu hình tái tích lũy á, thì đa phần các cổ phiếu nó sẽ tìm về những cái vùng biên dưới anh chị nhá, vùng biên này, hay là biên dưới đây này, để làm gì? Để nó test, nó kiểm tra cung cầu trước khi nó bắt đầu chu kỳ mới. VND giá chững lại với khối lượng lớn đấy, cái cổ phiếu này thì nó phân phối quá rõ ra chị, không còn cơ hội đâu. Đỉnh thứ nhất này, mô hình hai đỉnh này, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước này, và nó ngày mai là nó sẽ bắt đầu những nhịp rơi của nó đấy. Đó, mọi người chú ý rồi. Nên ở thời điểm hiện tại cái dòng chứng khoán nó bị phân phối, mà một khi nó phân phối nó sẽ rơi, rơi xong nó sẽ quay trở lại chị. Nên cái vấn đề của chúng ta thời điểm hiện tại đó là xử lý cái tài khoản sao cho hợp lý. Ai có dòng chứng khoán, chúng ta sẽ chờ đợi những nhịp hồi để thoát hàng. Ví dụ như hôm nay thị trường chung chúng ta, em đưa ra hai kịch bản như thế này. Đây là một cái mẫu hình phân phối của VN-Index nha anh chị. Đây, đối với mẫu hình Wickcode á, thì nó có một cái dạng mẫu hình phân phối theo cách tái tích lũy. Có nghĩa là gì? Đây là một cái mẫu hình tái tích lũy sau khi cổ phiếu nó có chạy nước rút, và sau đó nó tái tích lũy ở kênh kênh trên. Sau khi tích lũy kênh trên xong, nó bùng nổ vượt đỉnh và sau đó nó gãy xuống. Vậy thì ở thời điểm hiện tại thì thị trường chúng ta có thể rơi vào trường hợp này, bởi vì cái vấn đề mà khi mà thị trường chung vượt đỉnh, cái dòng tiền nó bị bán ra, chứ không phải dòng tiền nó mua vào. Anh chị chú ý ở giai đoạn này, dòng tiền bị bán rất là lớn và cái áp lực bán nó khá là bất ngờ, diễn biến cực kỳ bất ngờ, nên là cái xác suất cao em nghĩ là thị trường chung nó sẽ có những cái nhịp rơi sắp tới. Và đối với những cái nhịp rơi này sẽ có những cái nhịp hồi rất mạnh ở những cái vùng hỗ trợ kinh điển. Hỗ trợ thứ nhất là hỗ trợ gap. Hôm nay chúng ta thấy có những cái hỗ trợ gap nào? Đầu tiên MA20 là một cái hỗ trợ. Thứ hai gap. Thị trường chung của chúng ta vào phiên sáng rất có thể rơi lủng cái hỗ trợ này trước khi nó kéo về, và khi mà nó mở biên tạo gap á, thì chúng ta phải nắm giữ nha, cái tuyệt đối không bán ra nha chị. Vì sao? Vì tạo gap nó sẽ lấp và mở biên tạo gap, đó chính là sự hoảng loạn của thị trường. Mà em nói rồi, sự hoảng loạn thì nó sẽ được đáp trả bằng những cái phiên hồi phục. Và khi mà thị trường chung rơi đâu đó còn 27 điểm nữa, thị trường nó sẽ rơi về 1.200, và tại vị trí 1.200 này nó sẽ có những cái cú hồi phục, và đây chính là những cái cú hồi phục mạnh để chúng ta bán ra, tuyệt đối không mua vào. Bởi vì sao? Bởi vì á, quan điểm của em như thế này, khi thị trường chung có một cái lực cung bán ra ương này thì chứng tỏ cái chiết khấu của nó chưa đủ rẻ để dòng tiền tổ chức tham gia vào, mà dòng tiền tổ chức bán ra đây. Và khi thị trường chung rơi xuống vùng 1.200 này, nó sẽ có một cái hỗ trợ. Đây chính là hỗ trợ về tâm lý. Khi mà tại vùng đó, các nhà đầu tư ai cũng nhìn thấy, nhà đầu tư nhỏ lẻ ai cũng nhìn thấy là vùng này là hỗ trợ, người ta bắt đầu mua vào chị ạ. Người ta vẫn chưa tin là thị trường chung rơi đâu, nhưng mà hồi phục lên chúng ta sẽ hạ tỷ trọng hết, bảo toàn vốn trước khi thị trường có những nhịp rơi tiếp theo. Và có những cái gap ở đây là chị, chúng ta phải cẩn trọng rủi ro nhé. Đó, nên mọi người chú ý ngày hôm nay hoặc là ngày mai em sẽ chú ý cơ cấu danh mục. Đó là cái phương diện thứ nhất. Cái phương diện thứ hai, khi thị trường chung ngày hôm nay có những cái sự tích cực hồi phục ngay đầu phiên luôn, thì có hai trường hợp xảy ra. Một, hồi phục khối lượng lớn, giá tăng rất mạnh 40 điểm. Trường hợp thứ hai, hồi phục yếu ớt, thì chúng ta cũng phải hạ tỷ trọng xuống. Nên cái cơ hội cho thị trường ở thời điểm hiện tại nó không còn nhiều anh chị nhé. Và ở đây chúng ta thấy được một cái đặc điểm như thế này này. Đối với những cái vùng mà thị trường dao động lớn mà nó lại không đi lên, nó lại biến động ngược á, có nghĩa là gì? Những cái phiên hôm trước á, em cho rằng thị trường nó sẽ có phiên phân phối này và bắt đầu kéo lên để xả phân phối cho hết hàng trước khi bước vào nhịp downtrend mới. Tuy nhiên á, nó không làm vậy mà nó tạo một cái UTAD, nó tạo một cái uptrend action đây, cái vùng uptrend đây, nó phân phối ngắn ở đây. Sau khi phân phối ngắn xong, nó có một cái đặc điểm rất là hay nè anh chị, có nghĩa là gì? Đa phần những cái phân phối này nó không đến từ sự hưng phấn,
mà đến từ lực cung rất lớn, mà những cái nào phân phối mà đến từ những cái sự hưng phấn á, như vùng này này, chạy nước rút này, thì đó chính là việc tạo định của thị trường. Còn phân phối vì lượng cung rất lớn á, thì đa phần khi thị trường chung gãy sau, nó sẽ có một cái nhịp tăng rất mạnh ở đằng sau. Nên đó cũng chính là cái cơ hội lớn cho chúng ta nha. Bởi vì nó đến từ nguyên do này anh chị. Khi mà thị trường chung á, nó gặp áp lực bán ra rất lớn, thì nó không thể nào lên ngay được, mà nó phải rủ về những cái vùng mà chiết khấu đủ lớn để thằng tổ chức nó tham gia trở lại, nó mua vào để giảm cái lực cung bán ra. Còn ở vùng này á, với cái lực cung rất lớn bán ra như thế này, thì chúng ta thấy được là gì? Thứ nhất, nhỏ lẻ đều bán rất nhiều. Khi thị trường chung có liên tục có những phiên vượt đỉnh, rất đẹp mắt, khối lượng lớn đi vào rất tuyệt vời, vượt những cái mốc quan trọng, chỉ số quan trọng 1.200, thị trường không nghi ngờ nhỏ lẻ đu bám rất nhiều đó. Nên là cái vấn đề mà ở thời điểm hiện tại mà thị trường chung kéo lên thì ai cũng lời, nên mọi người chú ý giúp em cái chỗ đó. Thị trường nó sẽ có những cái nhịp rơi chiết khấu, nên là anh chị chú ý. Còn ở đây á, không phải sự kết thúc của một chu kỳ lớn của thị trường. Vì sao? Vì để kết thúc một chu kỳ lớn của thị trường, nó cần tạo ra cái sự hưng phấn đủ cao sau một giai đoạn tích lũy bùng nổ. Còn đây chưa thấy cái vấn đề đó, nên là chúng ta còn kỳ vọng vào một nhịp tăng sau khi thị trường có một nhịp rơi đủ mạnh anh chị nhé. Sorry cả nhà em đang bị cảm ạ. Tiếp theo chúng ta cùng nhìn về cái giai đoạn trước. Ở đây, khi mà thị trường chung nó đang ở một cái vùng chiết khấu lớn, khối lượng lớn đi vào, có những pha uptrend ở đây, có những cây rơi bất ngờ đột ngột, thì sau đó là một cái lực bán tháo của thị trường. Đây, nó dao động lỏng khối lượng lớn này, nó kéo vượt đỉnh này, tạo sự hưng phấn trước khi nó gãy. Còn ở thời điểm hiện tại, thị trường chung nó đang bị vội vàng. Cái vấn đề vội vàng này nó thể hiện rất rõ ý chí của tổ chức, đó là nó bán cuối phiên, nên là cái đó là cái vấn đề rủi ro. Tuy nhiên chúng ta phải nhìn nhận một cái góc cạnh như thế này, sau những cái chu kỳ rơi thì thằng nào sẽ là cái thằng đi đầu? Thì em xin khẳng định anh chị có một cái cách là như thế này để chúng ta nhận biết cái thằng nào sẽ là cái thằng bắt đầu chu kỳ sau, đó là những cái thằng chưa tăng giai đoạn vừa rồi, VHM, những cái thằng này này. Khi thị trường chung rơi, khi thị trường chung tạo đỉnh, nó có những phiên bùng nổ. Và sau đó khi thị trường chung rơi, nó sẽ tạo những cái biên tích lũy, tái tích lũy ở đây, trước khi nó bước vào chu kỳ mới. Và những cái cổ phiếu này là những cái cổ phiếu đáng chú ý trong giai đoạn sắp tới. Vì sao? Vì thứ nhất, nó đã vượt được cái mẫu hình khối lượng lớn rồi. Thứ hai, nó cần cái thời gian tái tích lũy trở lại ở cái biên độ phía trên này, này, trước khi đi xa. Và phía trước đó chính là quá trình tích lũy dài của cổ phiếu, hay là vít. Đây, khi mà cổ phiếu nó tăng vượt cái đỉnh mọi thời đại của nó, tăng sốc, thì cái vấn đề nó test lại, nó tạo một cái mẫu hình đây trước khi đi lên là điều thiết yếu. Nên anh chị thấy không, có một cái logic của thị trường như thế này. Giai đoạn trước thằng nào chạy nước rút rồi thì thằng nó sẽ không lên nữa, nhưng mà giai đoạn sau thằng nào chưa chạy nước rút, nó bắt đầu bước vào chu kỳ thì nó sẽ đi lên. Và những cái cổ phiếu như Vietcombank này đấy, cổ phiếu này mới bắt đầu chu kỳ, nên là cái vấn đề mà thị trường chung rơi dao động lớn, nó sẽ tạo cơ hội cho cổ phiếu này tái tích lũy trở lại trước khi trở thành những cái cổ phiếu hàng đầu giai đoạn sau. Và đặc biệt chú ý giúp em, những cái cổ phiếu nào không chạy giai đoạn vừa rồi là những cổ phiếu hàng đầu. Và thị trường chung của chúng ta ở thời điểm hiện tại đang tái tích lũy, nó không hề chạy nước rút, nó chỉ kéo trụ để nó xả thôi. Nên là cái vấn đề mà chúng ta chờ đợi một nhịp tăng rất mạnh ở đằng sau anh chị nhé. Chúng ta có một cái dòng trong ngân hàng, những cái cổ phiếu nó chưa chạy, nó đang trong cơn tích lũy tích cực như BID này, đang tích lũy rất là ok nè, vẫn trong cái biên đó chứ chưa hề gãy cái cân. VBank nè, có tín hiệu khối lượng lớn nhưng mà chưa có vấn đề chạy nước rút, thì chúng ta chờ đợi cái vấn đề tái tích lũy lại. Nó sẽ có một cái vùng biên ở đây, tái tích lũy vùng đỉnh trước khi đi lên. Cổ phiếu nào nó cũng vậy,
chu kỳ nào đó cũng vậy anh chị nhé, chú ý giúp em. Vietcombank này đấy, chu kỳ nào nó cũng có cái vấn đề sau khi bùng nổ lên này, khối lượng lớn đi vào thị trường chung nó diễn biến xấu thì nó có những cái đợt rũ bỏ tạo một cái mẫu hình phía trên. Hay đây, nó bứt thoát mẫu hình ở đây, nó về cái vùng đáy, nó tích lũy, nó bứt thoát mẫu hình ở đây, sau đó nó tái tích lũy lại tạo thành một cái pha ở đây, đó là pha BU. Thì chúng ta thấy được gì, lúc đây thị trường chung bắt đầu rơi đấy, nên chúng ta phải nhận diện được những cái cổ phiếu nào mới bắt đầu chu kỳ và những cái cổ phiếu nào đi hết chu kỳ thì chúng ta tranh thủ bán ra anh chị nhá. Hay có những cổ phiếu như Techcombank này, nó chưa hề chạy trong nhịp vừa rồi, nó có điều kiện để tạo sự hưng phấn, nó chạy nước rút, có nghĩa là gì, ở giai đoạn này nó có điều kiện để nó chạy nước rút rồi, tuy nhiên nó không chạy mà khối lượng nó càng ngày càng giảm ở đây, thì đây chính là vùng tích lũy lại của nó. Thì những cái thằng mà chưa chạy ở đây nè, chúng ta kỳ vọng cái nhịp rơi của thị trường này nó tạo những cái pha, gọi là pha spin đây nè, pha rũ bỏ cuối cùng đó, trước khi nó quay đầu nó chạy, thì cả cái vùng này nó sẽ biến thành vùng tích lũy anh chị nhé. Mà một khi cổ phiếu nó có tích lũy nó sẽ kéo rất ghê. ACB, những cổ phiếu cơ bản cực kỳ tốt mà nó chưa chạy đấy, anh chị thấy chưa, cái biên này, cái biên tích lũy nó khá là ok này, tuy nhiên là nó không lên được, dòng tiền lớn không đi vào, nếu mà nó muốn phân phối ra nó sẽ chạy nước rút ở vùng này, nó tạo một cái uptrend action như có thị trường chung, nó tạo một cái vùng đỉnh như thị trường chung ở đây, còn đây nó không, nó rủ xuống, và một khi nó rủ á, nó thường tìm về những cái vùng biên dưới trong quá trình tích lũy, thì chúng ta cùng chờ đợi cái vùng biên dưới này nó tái tích lũy trở lại, thì sau đó chúng ta có thể chủ động mở mua mới đối với những cổ phiếu này trong giai đoạn thị trường chung rủi ro anh chị nhé. Còn thời điểm hiện tại em khuyên anh chị là khi thị trường chung có những cái nhịp hồi và mình phải bán ở những cái nhịp hồi, chứ tuyệt đối không bán hoảng loạn anh chị nhé. Nè, ở đây có vùng hỗ trợ tâm lý cực kỳ mạnh, đó là vùng 1.200. Với những cái vùng này em tin chắc là thị trường chung nó sẽ có những cái nhịp bật rất là mạnh, thậm chí là bật vài phiên, chúng ta có thể chủ động bán ra ở đây nè, khi mà nó rơi nè, tâm lý cực kỳ, nhưng mà chúng ta có thể chủ động bán ra ở vùng trên đây đó. Mọi người chú ý giúp em nè, không bị gì phải bán cái hoảng loạn hết mọi người nhé. Và đặc biệt chú ý giúp em, cổ phiếu nào có dòng tiền vào thì đó chính là cổ phiếu hàng đầu. Đây nè, khi mà nó tạo một cái mẫu hình tái tích lũy ra này, đó là cổ phiếu hàng đầu nha. Thậm chí anh chị nào mua phiên này đừng có lo lắng, thị trường chung rơi có khi con này không rơi đâu. Hay là những cái cổ phiếu như Masan này, ok, nó đã về cái vùng, những cái vùng hỗ trợ rất cứng của nó là vùng hỗ trợ đỉnh trước của mẫu hình, thì tại vùng này nó sẽ có sự tái tích lũy trở lại, đó chính là một cơ hội lớn cho chúng ta ở giai đoạn sắp tới. Ai mua phiên này thì chắc là không lỗ đâu anh chị. Với những cổ phiếu này, khi thị trường chung gặp đỉnh 1.200 nó sẽ bật lại rất mạnh, điều đó chúng ta không cần phải lo lắng. Còn anh chị, đối với những cái cổ phiếu như DIG này, mọi người chú ý giúp em này, sau khi đạt thủng 1.200 nó sẽ có những nhịp bật rất mạnh đây, thì chúng ta xem thử cái mẫu hình đó là cái gì. Đôi khi ở đây chúng ta sẽ có một cơ hội mua trước đối với những cái cổ phiếu này ấy, khi nó tích lũy, tái tích lũy trước thị trường chung, nó bùng nổ trước thị trường chung đó nha anh chị. Đây này, một cái cổ phiếu em rất là thích này, một cái mẫu hình biên độ đàng hoàng, nó test liên tục, vùng này bắt đầu trở về vùng test với khối lượng rất là thấp, thấp hơn cả vùng này, thì khi mà cổ phiếu nó rơi về vùng hỗ trợ và khối lượng nó thấp, chứng tỏ áp lực bán nó thấp, thì chúng ta cùng chờ đợi những pha rũ bỏ ở đây. Khi mà cổ phiếu nó được rũ bỏ hết tất cả nhà đầu tư nhỏ lẻ, nó rất là nhẹ nhẹ thì nó sẽ kéo lên anh chị nhé. À này, nó sẽ có xu hướng tìm về những cái vùng hỗ trợ này, và một khi tìm về nó sẽ bật lên, bật lên thì em sẽ đưa ra những cái cách xử lý thích hợp trong phiên. Mọi người chú ý giúp em, những cái cổ phiếu này nó là tích lũy, nó không hề có phân phối.
Đấy, cái biên tích lũy nó là rất rõ ràng này. Thì sau cái lần mà bùng nổ thất bại này, vấn đề nó rũ bỏ rất là quan trọng. Nó sẽ rũ về vùng này trước khi nó bật lên, anh chị nhé. Nên mọi người chú ý giúp em. Xử lý tài khoản ở thời điểm hiện tại, tất cả đều phải hạ margin xuống. Việc đánh margin đối với những cái cổ phiếu mà không đúng điểm mua an toàn nó cực kỳ rủi ro anh chị nhé, và cái vấn đề đi vốn nó cực kỳ quan trọng đó. Và cái cách đi vốn mình nó phụ thuộc vào cái điểm mua nào an toàn. Khi mà chúng ta có một cái điểm mua an toàn á, như ACB này, chúng ta có những cái vùng điểm mua đủ an toàn ở đây này, chúng ta có thể đánh margin ở đây và chờ đợi những vùng tái tích lũy. Vì sao? Vì đối với những cái cổ phiếu này, dù thị trường chung rơi nó cũng không rơi cái điểm mua an toàn đâu anh chị. Đó là nguyên tắc rồi, như Livit và Bank này. Đây chính là cái điểm mua an toàn này. Thị trường chung rơi thì nó vẫn giữ được cái vùng nền này trước khi bật tăng. Thị trường chung rơi 1.200 điểm. Đó, nên mọi người khi mà sử dụng margin, mọi người phải biết mua đúng cái điểm nào đó. Ví dụ như Masan thì mua ở đâu? Masan đâu thì chính là cái vùng giá vốn an toàn nhất. Thì đây chính là cái vùng an toàn nhất này. Sau đó lên đây thì trung bình giá vốn lại nó vùng là cái vùng nền này, chính là cái vùng an toàn nhất ở đây. Đó, nên mọi người chú ý giúp em. Cái vùng an toàn là cái vùng nào mà tại đó tổ chức nó bỏ tiền vào nó mua, nó cảm thấy giá nó ok nó mua. Còn khi mà thị trường chung mà nó rơi rơi về vùng giá đó, tổ chức nó định giá trung hạn chứ không phải nó đánh trong T cộng đâu anh chị. Nên khi mà thị trường chung rơi về những cái vùng mức chiết khấu đủ lớn hay là rơi về mức định giá của tổ chức thì tổ chức nó sẽ bắt đầu mua lại hàng đối với cổ phiếu này. Nó dẫn tới là cổ phiếu nó không bị lũng vùng giá vốn quá sâu, và nó lũng cái nó sẽ lên bật lại ngay. Nên lúc đó mới là lúc anh chị có thể cầm nắm margin. Chứ còn mà khi ở trên cao như thế này, hạn chế mua margin đi. Và đặc biệt những cái điểm mua nó không có những cái vùng nền đủ chắc với khối lượng cạn kiệt á, thì đó không phải vùng giá vốn, và anh chị sử dụng margin đó là sai lầm. Nên là đa phần anh chị sẽ phải cắt ra mọi người nhé. ACB, em nói sơ về một cái cổ phiếu mà em thấy rất thích trong giai đoạn này. Khối lượng, chúng ta nhìn về khối lượng biết đây là quá trình tích lũy ra chị. Vì với cái khối lượng này, tổ chức nó không bán cho ai. Và cổ phiếu này nó rất là chán nản khi rất nhiều nhỏ lẻ đù đây. Kỳ vọng một nhịp tăng rất mạnh của con ACB này. Sau đó cổ phiếu này không hề tăng, và nó chỉ đi theo sự hưng phấn và nó giảm xuống. Tổ chức không hề tạo những cái nhịp hưng phấn để bán ra hàng. Nếu mà tổ chức có tạo hưng phấn đây, khối lượng lớn là nó bán ra này, khối lượng lớn ở đây này, nhỏ lẻ sẽ đu rất nhiều. Tuy nhiên nó không tạo điều đó thì chứng tỏ nhỏ lẻ đu đây không nhiều. Thì sau khi nó gãy, nó loại bỏ nhỏ lẻ xong thì những cái cổ phiếu này nó sẽ dẫn dắt những cái chu kỳ sau anh chị nhé. Nên mọi người chú ý giúp em, thị trường chung xấu là một cái vấn đề, nhưng mà mình nhìn tổng thể, mình nhìn thấy những cái cổ phiếu tuyệt vời, những cái dòng, những ngành nó có thể kiếm giúp chúng ta kiếm tiền, đó là những cái cổ phiếu tích lũy, tái tích lũy, chưa có tín hiệu phân phối. Nên không việc gì chúng ta phải sợ hãi trong giai đoạn này, hãy thoát ra, cắt lỗ đi, chấp nhận đi, thua cũng phải thua, nhưng ai ở lại thị trường cuối cùng thì người đó mới là người chiến thắng. Vì sao? Vì thị trường chúng ta dư địa còn rất lớn, dư địa chúng ta còn rất lớn, còn cả một cái bong bóng phía trước cơ. Dòng tiền nó đi vào các cổ phiếu trụ, VIP, Vinhome, Vietcombank, MWG, giờ nó mới chỉ bắt đầu thôi. Tuy nhiên khi dòng tiền lớn đi vào thì ai cũng thấy điều đó, tâm lý nhỏ lẻ ai cũng nhìn thấy điều đó, thì cái vấn đề rũ bỏ tạo cái mẫu hình đó đều hết sức bình thường. Và nó kết hợp với thị trường chung rơi để nó gom hàng quyết liệt, thì chúng ta hãy chờ đợi xem những cái thằng nào nó gom được hàng, và chúng ta có thể mở mua bất kỳ lúc nào khi thị trường chung rơi anh chị nhé. Không bắt đáy, chỉ bắt những cái cổ phiếu đạt đủ điều kiện thôi. Như tại cái phiên này nè, em bắt được một cổ phiếu rất ngon ở thời điểm hiện tại, đó là SCS. À đó, phiên này chứ. À phiên này, nhầm, cái phiên này. Đó, không bị gì phải hoảng loạn nha anh chị. Ở cái phiên này á, thì em bắt một cổ phiếu, đó là KDC. À đó, phiên trước chứ. Phiên này nè, em bắt KDC. Còn cái phiên rơi 40 điểm của thị trường rơi tự do nha, em bắt được con SCS.
đây không, em không bắt đáy, em đánh theo mẫu hình. Mẫu hình nó có dòng tiền lớn đi vào, chúng ta tự tin mà mua, bắt SCS phiên này, phiên bùng nổ đó này. Rất tuyệt vời đấy. Sau đó cổ phiếu đi lên bất chấp thị trường chung rơi anh chị nhé. Nên đó cũng là một cái cơ hội lớn cho anh chị khi mà chúng ta biết sử dụng vốn, sử dụng margin đúng cách và có khả năng tự tin, có kiến thức, có khả năng tự tin. Còn mà đôi khi anh chị không dám bắt á, thì chúng ta sẽ bỏ lỡ những cơ hội tuyệt vời đây anh chị nhé. Đó, đó là đôi điều em muốn nói. Còn ở thời điểm hiện tại này, thị trường chung nó là rủi ro, em xin khẳng định luôn. Bởi vì sao? Thứ nhất, lực cung nó bán rất lớn thì nó sẽ có những nhịp ép rũ. Tuy nhiên á, những nhịp ép rũ hai phiên vừa rồi nó chỉ ép rũ vào cuối phiên chứ nó không phải là ép rũ cả ngày, nên cái vấn đề mà ép rũ đó chưa đủ đâu anh chị. Đa phần em thấy vẫn còn hy vọng rất nhiều, nên là chúng ta chờ đợi những nhịp ép rũ rất mạnh ngày hôm nay và sau đó hồi phục tích cực. Thậm chí ngày hôm nay chúng ta đi chơi đi, không phải xử lý gì đâu, vì nó sẽ rơi rất mạnh, có thể như vậy. Tuy nhiên chúng ta sẽ xử lý khi nó hồi phục lại. Đối với những cái cổ phiếu rơi càng mạnh, nó hồi phục càng ghê, và cái vấn đề hồi phục của nó sẽ tốn rất nhiều thời gian. Đây là một cái ốc thớt này, khối lượng thấp này, không cần phải khối lượng lớn đâu chị, khối lượng lớn thì nhỏ lẻ bán rất nhiều, dòng tiền lớn thoát ra rõ ràng ai nhìn thấy, nhưng khối lượng nhỏ nó mới nguy hiểm anh chị. Nó rơi với biên độ 3,2% mà nó không có khối lượng, chứng tỏ nó bị một cái sự bán ra bán tháo, có nghĩa bán bằng mọi giá đấy, bán vào cuối phiên. Nên mọi người chú ý giúp em này, phải xử lý tài khoản mình về cái mức an toàn anh chị nhé. Và những cái cổ phiếu nó có dòng tiền vào nó đỡ, như Masan này đấy, có những cái dòng tiền lớn đỡ này, hay là MWG này, hay là Vietcombank này, hay VFM này, thì chúng ta đừng có quá lo lắng. Vì sao? Vì dòng tiền lớn nó đã đỡ rồi, nó muốn phân phối được thì nó phải phân phối ở vùng này. Chúng ta thậm chí là chốt lại đấy, nhưng mà phải chốt lại ở những cái lúc hưng phấn để nó tái tích lũy. Chứ còn mà khi mà cổ phiếu nó bị đè xuống á, thì rất nhiều người hoảng loạn và bắt đầu bán tháo á. Và sau khi bán tháo xong, thị trường chung sẽ quay lại, đó điều đương nhiên rồi. Lịch sử nó chứng kiến rất nhiều điều như vậy rồi. Khi những cái cổ phiếu bị bán tháo thì nó sẽ quay lại nhanh thôi, đừng có lo lắng. Như cái thời đó em dính phải con này, rất là rủi ro, mình mua bất chấp nhưng mà nó dính những cái phiên bán tháo anh chị không, để mua an toàn của em này, để mua thứ hai này, trung bình lại đâu vùng giá này. Thì sau khi nó dính hai phiên bán tháo này anh chị thấy không, áp lực rất kinh khủng khi thị trường chung rơi. Đó, em nhắc lại kỷ niệm xưa khi thị trường chung rơi, áp lực bán như thế này là anh chị thấy sợ không? Sợ chứ, nhưng mà đây là vùng giá vốn rồi đó. Dòng tiền lớn đi vào nó khẳng định vị thế này, nó đi vào nó khẳng định mẫu hình này, đây chính là mẫu hình này anh chị, mẫu hình này, tích lũy này, nó bùng nổ này, dòng tiền lớn đi vào rồi. Nhưng vấn đề gặp thị trường chung, rủi ro nó điều chỉnh là hết sức bình thường, nhưng mà sau những cái nhịp rủi ro biến động này thì nó sẽ bật tăng rất mạnh. Cái này là do thị trường chung nó tăng thì nó tăng mạnh hơn, chứ còn bình thường nó sẽ tăng được về vùng đâu đó đây nếu mà thị trường chung đi ngang đó. Mọi người chú ý với em, hay là những cái cổ phiếu như DGW này, mọi người thấy không, nó tăng tại đỉnh thị trường, nó bùng nổ ngay tại đỉnh thị trường này, mẫu hình tích lũy này phía trước này, nó bùng nổ ngay đỉnh thị trường này. Thằng Big Boy nó không biết được chứ, nó biết được đâu là đỉnh chứ, nhưng tại sao nó vẫn phải mua vào để nó rủ, nó ép, nó rủ, nó ép xong này. Đó, đây chính là dòng tiền lớn mà em cho anh chị tham gia này, rủ nó ép xong rồi, rủ rất ghê, sàn sàn, nhưng mà nó quay trở lại rất nhanh nhanh. Đây là hoảng loạn này, ai hoảng loạn sẽ bán ra hết. Thị trường chung hoảng loạn mấy phiên này, ba phiên này anh chị thấy không, em lấy cho anh chị này, cái ngày 15 tháng 6 này đấy, rơi ba phiên này, sau đó thị trường đi ngang ổn định thì cổ phiếu này nó quay trở lại tăng tốc, nó chạy. Nên là chúng ta đừng có xử lý khi hoảng loạn,
và những cái cổ phiếu nào nó tích lũy có dòng tiền lớn đi vào như Vietcombank, VHM hay Masan á, thì nó giống như cổ phiếu này, nó rơi thì nó rơi nhưng mà thị trường chung ổn định lại, nó quay đầu nó chạy. Nên mọi người đừng có hoảng loạn làm gì, quan trọng nhất là mình đang cầm trong tay cổ phiếu nào, những thằng nào có dòng tiền lớn sau tích lũy xong bùng nổ lên thì đây là cơ hội để nó rủ nhỏ lẻ trước khi nó bước vào nhịp chạy chính. Còn những thằng nào nó tín hiệu phân phối như dòng chứng khoán thì thôi, chúng ta thoát ra ở ngoài đó, và chúng ta hãy chờ đợi những nhịp quay trở lại với mẫu hình đối với những cái cổ phiếu này, thậm chí khi thị trường chung đang rơi. Các anh chị thấy không, VN Index này đang rơi, đang giảm rất mạnh, ba nhịp giảm lận mà cổ phiếu nó đi lên phà phà đó, cổ phiếu đi lên phà phà. Nên mọi người phải chú ý với em, đừng hoảng loạn trong thời điểm hiện tại, mà giây phút này nè, chúng ta hãy nhìn nhận những cơ hội đích thực. Những cơ hội đích thực nó chỉ xảy đến khi thị trường chung rủi ro, và phải chuẩn mẫu hình chứ tuyệt đối không bắt đáy anh chị nhé. Rồi em xin chúc quý anh chị có một ngày giao dịch cuối tuần thành công, và đừng hoảng sợ. Cái việc hoảng sợ điều đương nhiên rồi, thị trường ai hoảng sợ rồi thì thôi, chúng ta làm ngược lại đi, đừng hoảng sợ. Sau khi thị trường chung ổn định xong thì đâu lại vào đó. Viên đất này nghìn hai này, sợ nhiều lắm này, nó rơi một cây xong phiên sau rơi thêm cây nữa, nó hồi một cây này, hồi thêm cây là 2,6% này, như chưa có chuyện gì xảy ra là lúc nào chúng ta xử lý. Sau đó nó rơi này, hoảng loạn này, thậm chí ba phiên này có những phiên sàn này, sau đó nó quay trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Thị trường chung chúng ta đã chứng kiến rất nhiều rồi, nên mọi người chú ý, hoảng loạn không phải nơi để bán, mà là để mình tập trung, mình cơ cấu danh mục anh chị nhé. Sau khi thị trường chung quay trở lại, mình phải cơ cấu danh mục. Rồi em xin chào tạm biệt anh chị, và em sẽ trực tiếp trong phiên hôm nay, em sẽ trực tiếp đi lận và xem xét thị trường để cơ cấu phù hợp cho anh chị trong room nâu chat và ông Tàng Vlog anh chị nhé.